Hôm trước xả áp thử thấy ok cho nên mình hôm nay mình lại đặt đồ ăn về nhà, bà làm thử nữa nè. Mấy cái món mà bữa trước đặt rồi thì hôm nay không đặt nữa mà mình đặt những cái loại món mới. Có đặt thêm trà xanh túi lọc hương mùa hè từ Nhật Bản nữa. Thì Kamemak có phân phối những cái sản phẩm đến từ Nhật Bản mà giá cả là phải chăng nữa. Ai mà mê đồ Nhật Bản như mình đó thì nên tìm mua trên app nha. Mình còn đặt thêm bắp non nữa. Đặc biệt nhất là hai cái món mới này nè, mình để ý lâu rồi mà cũng thèm lâu rồi nữa. Hôm nay đặt về thử xem là làm có dễ hay không. Một cái là gyoza, một cái là súp bò. Thì mình thấy cũng đơn giản lắm, cái súp bò thì người ta dặn sao mình làm y chang vậy thôi. Để nước sôi vô xong rồi cho súp bò vô, cho nguyên một cái gói luôn nha. Xong rồi sau khi mà nó sôi thì lấy ra đổ vô một cái nồi khác, xong rồi mở bếp to lên rồi để nó chín rồi xong là ăn thôi. Mình thì mình muốn ăn bò tái nên mình để rất là nhanh, còn ai mà muốn ăn bò chín thêm nữa thì mấy bạn để cho nó sôi nhiều thiệt nhiều, sôi lớn lớn hơn nữa. Vừa nấu vừa qua nhưng mà thành quả cũng không có tệ lắm các bạn ha. Món này thì đối với mình thì nó hơi nhạt một chút nha. Các bạn muốn ăn mặn thì các bạn có thể nêm thêm một chút. Còn đây là mình sẽ làm cái món gyoza nè. Cái món này thì ban đầu thì mình tưởng là nó giống như là món hoành thánh của mình vậy, nhưng mà thực ra nó lại khác các bạn. Nhân của nó thì rất là ngon, vỏ mỏng. Mà cái lúc các bạn chiên là mình phải chiên sao cho nó giòn thì là giòn ăn mới ngon. Mình lần đầu tiên mình làm á, nên đó là có một vài cái nó bị cháy á, các bạn nhìn các bạn thấy không. Nhưng mà lần sau thì mình nghĩ là mình đã quen rồi, mình sẽ làm được tốt thôi. Dù là nó không có giòn như ở ngoài tiệm nhưng mà nó rất là ngon nha các bạn. Mình làm ở nhà mình làm rất là bụng về luôn nhưng mà nó vẫn rất là ngon. Vì cái bếp của mình á, mình không có canh được cái lửa của nó. Lửa to với lửa nhỏ nó rất là khác á, cho nên mình không canh được cái lửa to cho nên nó bị cháy á. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn làm bếp từ giống như mình thì các bạn chú ý là để lửa vừa vừa thôi, mình thấy được rồi. Hai lần order đồ của Kamemak về ăn á, thì mình rất là thích luôn. Nhanh chóng mà tiện lợi mà món gì cũng có chứ. Số món này ở bên ngoài cũng không có luôn các bạn, chỉ có Kamemak có thôi.